Chào các bạn. Thì hôm nay shop mình vừa làm xong chiếc xe quay quay gà tiếp 2020 ha. Đó. Độ billet X-Line V10S. Hiện tại là mình đang thử một cái đường buổi chiều vừa mới mưa các bạn nha. Đó, độ sáng các bạn thấy khủng khiếp không? Quá đỉnh luôn ha. Đó, rồi, ok. Đây là billet X-Line V10S lắp vào xe này các bạn. Nó vừa luôn các bạn ha. Không có cấn đồng hồ luôn, rất là tuyệt vời. Đây là quay quay GX 2020 các bạn nha. Đó, không cấn đồng hồ. Hiện tại đang có một chiếc xe chiếc quay S luôn đó các bạn, đang chạy ga các bạn thấy không. Cái đèn nó không có bám dưới đường luôn mà nó chói lên mặt ta luôn. Ok ha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ mở pha các bạn xem nha. Pha này các bạn, ok, pha rất là cao các bạn ha. Đó, pha này các bạn, ok. Đó. Rồi, độ sáng cực kỳ tốt ha. Rồi. Em ơi, em tắt đèn vaccine ban ngày mạnh luôn, em tắt đèn vaccine ban ngày mạnh. Vaccine ban ngày đây. Nhanh lên luôn em. Ban ngày vẫn vaccine được các bạn ha. Rồi mở code đi. Ban ngày vẫn vaccine được, cái là ok ha. Đặc biệt là ban đêm mình lưu thông không có sợ bóng tối nữa các bạn. Rất là tốt ha. Độ sáng cực kỳ chuẩn luôn các bạn ha. Độ sáng đường cắt này mình đã canh nó vừa tầm rồi các bạn. Các bạn lưu thông á không có ảnh hưởng đến người đi ngược lại nên các bạn yên tâm về cái độ sáng nó lịch sự ha, nó không có gây hại đến người đi ngược chiều nên công an người ta không có bắt mình cái lỗi này nha các bạn nha. Đó. Rất là tốt ha. Đường cắt rất là đẹp. Rồi. Mình quay lại mình luôn, quay chiếc xe quay lại mình luôn ha. Rồi ok ha. Đó, bạn thấy không? Độ sáng rất là chuẩn các bạn. Rồi. Ok, đẹp. Đó, độ sáng thật 100% các bạn nha. Đó. 9-10 với trong video các bạn, không có chỉnh sửa video, các bạn nhìn cái đồng hồ ha. Nếu mà video mà giả thường các bạn xem những video khác thì cái đồng hồ này sẽ sáng rực lên các bạn. Đây là đồng hồ zin luôn, đồng hồ zin của xe quay GX 2020 ban đêm luôn.